Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà phê Liên Minh. Cuối tuần trước, Garmin Sport đã bật lên ngai vàng V-Sep mùa xuân sau khi đánh bại Sài Gòn Buffalo với tỷ số 3-1. Thành công của Garmin không chỉ khiến fan Việt vui mừng mà cộng đồng quốc tế cũng gửi những lời chúc tốt đẹp đến Levi và các đồng đội. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tới gang khi vào tối hôm qua, trang chủ LOL Esport đã đưa ra một thông tin sét đánh. Vì tình hình phức tạp của dịch bệnh cộng với khó khăn khi di chuyển giữa các quốc gia, đại diện của Việt Nam sẽ không thể tham dự giải đấu MSI 2021. Trên fanpage chính thức, đại diện của Garmin cũng đã gián tiếp xác nhận thông tin. Garmin Sport gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ vẫn luôn đồng hành với đội, dù cho Garmin đã trải qua một năm 2020 nhiều khó khăn và biến động. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không quên các vị khán giả, các fan hâm mộ luôn bên Garmin trong những lúc thành công và cả lúc thất bại. Theo thông báo mới nhất, vì Garmin không tham dự, nên bảng A của MSI sẽ chỉ còn 3 đội là Royal Never Give Up, Unicorns of Love và Pentanet. Ban tổ chức cũng không lựa chọn đội khác thay thế Garmin mà để 3 đội thi đấu bình thường, rồi chọn ra 2 đội xuất sắc nhất vào vòng trong. Như vậy, MSI 2021 đã trở thành giải đấu quốc tế thứ 3 liên tiếp mà đại diện Việt Nam không thể tham dự. Chính vì vậy, ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về những gì V-Set sẽ mất đi sau khi MSI khép lại nhé. Cà phê Liên Minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. Chẳng cần phải nói, sốc, buồn bã, thất vọng chính là tâm trạng chung của cả cộng đồng V-Set ở hiện tại. Lý do thứ nhất, chưa bao giờ V-Set có một đội tuyển mà có một mùa giải hoàn hảo như Gam ở mùa xuân năm nay. Việc họ có phong độ cao, các tuyển thủ đều đang đạt độ chín sẽ là tiền đề tốt để kỳ vọng vào một kỳ MSI thành công. Kế đến và quan trọng không kém, khu vực V-Set đã hai lần lỡ hẹn với đấu trường quốc tế trong năm 2020, mà trong đấy Gam cũng là một nạn nhân cùng Team Flash. Sự tiếc nuối và thất vọng có thể thấy rõ khi các tuyển thủ đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng cũng chẳng có cơ hội hít thở bầu không khí ở sân khấu lớn. Trước đây không lâu, bình luận viên Hoàng Luân từng chỉ ra 3 yếu tố giúp V-Set năm nay có đại diện góp mặt tại MSI. Yếu tố thứ nhất là đóng góp cơ bản khởi đầu của Garena trong việc dắt vận động viên đi xin visa. Yếu tố thứ hai quan trọng hơn là phía Riot phải cung cấp thông tin về hành trình của đội tại địa điểm thi đấu, cũng như việc đài thọ chi phí của đội trong khoảng thời gian đấy, cộng với hành trình đi và về để làm căn cứ xin visa. Yếu tố thứ ba và không thể thiếu được đó là nỗ lực chống dịch của toàn quốc. Tình hình dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các đội. Về vấn đề visa, giám đốc vận hành của Gam có chia sẻ trước đấy thì các đội trong top 4 đều đã bắt đầu những thủ tục xin visa. Dịch bệnh tại Việt Nam hiện tại cũng đang được kiểm soát khá tốt và có chiều hướng suy giảm. Tuy nhiên, dù đã xin được visa thì cũng không thể di chuyển đến Iceland và hoàn thành cách ly để thi đấu bởi các đường bay quốc tế vẫn chưa được nối lại. Cách duy nhất để di chuyển sang nước ngoài là quá cảnh tại Singapore. Nhưng việc chuẩn bị trước visa cho cả 8 đội là không thể. Dự kiến ít nhất phải đến tháng 9 năm 2021 khi chính phủ cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế, các đại diện V-Set mới có cơ hội góp mặt ở các giải đấu quốc tế. Đối với fan hâm mộ, đây là một tin cực kỳ không vui. Giải đấu MSI một năm chỉ được tổ chức một lần và là cơ hội để fan Việt được xem các tuyển thủ con cưng thi đấu với những ngôi sao hàng đầu. Những người hâm mộ thất vọng 1 thì các tuyển thủ đội tuyển thất vọng 10, vì chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh sau khi họ không thể tham dự giải đấu. Riot khẳng định họ sẽ đền bù cho Gam bằng khoản tiền tương đương với suất tham dự MSI. Theo số liệu những năm trước, số tiền dành cho đội dừng chân ở vòng khởi động là 10.000 đô la, chưa tính phần thưởng thêm từ việc bán skin chinh phục. Như vậy, Gam ít nhất đã bỏ túi được 10.000 đô. Mặc dù số tiền này tương đối lớn, nhưng chẳng là gì so với mất mát mà các tuyển thủ phải chịu. Đối với các đội tuyển eSports, tiền thưởng không phải là món quà màu mỡ nhất. Điều quan trọng hơn cả là việc họ sẽ được xuất hiện ở một giải đấu lớn mang tầm cỡ thế giới. Khi được tham dự một sân chơi lớn như vậy, đẳng cấp và kinh nghiệm của họ sẽ tăng vọt. Theo góc nhìn của các nhà đầu tư, họ sẽ nhận định các đội tuyển này có giá trị thương mại rất cao. Bởi lẽ, nếu mỗi trận đấu quốc tế có trung bình 100.000 người theo dõi, tức là họ có cơ hội đem sản phẩm, nhãn hàng của mình đến 100.000 người xem trực tiếp nếu đội tuyển lên hình. Việc được nhãn hàng lớn chú ý là tiền đề cho những bản hợp đồng tài trợ béo bở. Và các bạn nên biết, tiền tài trợ đôi khi còn lớn hơn cả tiền thưởng giải đấu gấp nhiều lần. Còn nhớ năm 2019, Garmin Sport trước khi tham dự chung kết thế giới đã có thêm từ 4 đến 5 nhà tài trợ.
Ở góc độ tài chính, những đội tuyển khác ở VCS đều nỗ lực thi đấu để được như vậy. Chính vì lẽ đấy, một khi không thể góp mặt ở giải đấu quốc tế, số tiền dự kiến đổ vào đội tuyển sẽ thâm hụt đi rất nhiều. Về cá nhân tuyển thủ và đội ngũ huấn luyện, MSI 2021 là giấc mơ có thật. Chắc chắn trong thâm tâm các ngôi sao trẻ như Kiaya, Kati, Style hay Bie, ai cũng muốn được so tài cùng những ngôi sao số 1 thế giới như Perks, Showmaker. Thậm chí có đặt mục tiêu lớn hơn, đó là đánh bại những thần tượng kể trên. Minh chứng là tại MSI 2019, Zeros đặt mục tiêu vượt qua The Shy của Invictus Gaming. Naun muốn đánh bại Faker của T1. Mặc dù đều không thành, nhưng cả hai đều gặt hái được những kinh nghiệm mà có lẽ họ sẽ không bao giờ quên. Có một sự thật là các tuyển thủ trẻ của Việt Nam sau khi trở về từ những giải đấu tầm cỡ thế giới đều trưởng thành vượt bậc. Đơn cử như Kiaya, anh càng ngày càng hoàn thiện lối chơi và cùng những thành viên còn lại thi đấu thăng hoa, giúp GAM có được danh hiệu vô địch VCS lần thứ 5. MSI vì thế rất quan trọng, nên sau khi chính thức giành được vé, một số ngôi sao trẻ của GAM đã không kìm nén được hạnh phúc. Tuy nhiên, dịch bệnh lại cướp đi tất cả. Mọi thứ diễn ra quá thiếu công bằng với GAM nói riêng và cả VCS nói chung. Trong đấy, Kati có lẽ là người buồn nhất khi đây là lần thứ 3 liên tiếp anh phải ngồi nhà. Trước đấy, Kati cùng Team Flash hai lần lên ngôi vô địch VCS, giành vé tới MSI và cả chung kết thế giới. Nhưng đáng tiếc, anh đều không thể góp mặt tại hai giải đấu quốc tế này vì cùng một lý do, Covid-19. Chuyển tới GAM vào mùa xuân năm nay, Kati được xem như là người thay thế xứng đáng cho địa một ở đường giữa. Tại đây, tuyển thủ sinh năm 99 hòa nhập nhanh chóng với đồng đội. Anh đã có màn trình diễn xuất sắc tại trận chung kết, giúp GAM lên ngôi vô địch và được bình chọn là người chơi hay nhất. Tuy nhiên, niềm vui chưa lâu thì Kati đã phải nhận tin xấu khi VCS tiếp tục không thể tham dự MSI năm nay. Rõ ràng, tài năng của Kati đã được tất cả mọi người công nhận, nhưng đáng tiếc anh lại chưa có cơ hội thử sức cho những tuyển thủ hàng đầu của thế giới. Kati hiện đang là cái tên duy nhất nắm giữ kỷ lục vô địch 100% mùa giải VCS mà mình tham dự. Chia sẻ trên mạng xã hội, Kati cho rằng mình đã quen với việc này và mong rằng ở giải mùa hè, anh sẽ cùng GAM giành quyền tham dự chung kết thế giới được tổ chức tại Trung Quốc. Quả thật, GAM đã có một mùa xuân thành công rực rỡ. Chuyện vắng mặt tại MSI là một sự cố ngoài ý muốn. Việc các tuyển thủ của nhà đương kim vô địch VCS cần làm chính là sốc lại tinh thần, sẵn sàng bước vào mùa hè, dự đoán sẽ còn khốc liệt hơn rất nhiều. Cuối cùng sẽ là vấn đề liên quan đến chung kết thế giới năm nay. Nhờ giải đấu được tổ chức tại Trung Quốc, điều này sẽ giúp các đội Việt Nam dễ dàng làm các thủ tục giấy tờ hơn. Theo đánh giá, VCS sẽ có khoảng 80-90% cơ hội được tham gia kỳ chung kết thế giới năm nay. Tuy nhiên, ngoại trừ năm ngoái thì kể từ 2017, chung kết thế giới luôn có sự góp mặt của 24 đội tuyển. Nhưng số đội tham dự của từng khu vực là không cố định. Theo đấy, Riot chia suất cho từng khu vực dựa theo thành tích tại những giải đấu quốc tế gần nhất. Đó là lý do vào năm 2020, LEC và LPL vượt mặt khu vực có nhiều thành tích nhất là LCK để có tới 4 slot. Trong khi đấy, LMS và C sau khi gộp lại thành PCS, họ chỉ còn lại có 2 tấm vé, giống với VCS. Nếu PCS có thành tích tốt tại MSI, rất có thể họ sẽ chứng minh sức mạnh và cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng sức mạnh các khu vực. Còn đối với chúng ta, việc VCS vắng mặt tại Chung kết Thế giới 2020 và MSI 2021 thì thành tích tại sân chơi quốc tế trong vòng 1 năm qua là con số 0. Chính vì vậy, rất có thể Việt Nam sẽ chỉ còn được một suất dự Chung kết Thế giới năm nay và phải đánh từ vòng khởi động. Hoặc trường hợp khác, một trong hai suất của VCS hoàn toàn có thể rơi vào tay các đội wildcard. Vì hiện tại, VCS và PCS nằm trong top ở giữa những đội wildcard và các khu vực lớn như LEC, LPL, LCK hay LCS. Từ trước đến nay, Việt Nam chỉ có 3 mùa giành được hai suất dự chung kết thế giới là 2017, 2019 và 2020. Năm 2017, tấm vé vòng play-in đến từ việc GAM xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ để trở thành đội wildcard duy nhất góp mặt tại vòng bảng MSI. Trong khi vào năm 2019, màn trình diễn của phòng vũ Buffalo ở MSI đã giúp Lowkey Esports giành được tấm vé thứ hai đến với chung kết thế giới. Trước đó, sau khi mới tách khỏi GPL, VCS chỉ có một suất dự vòng bảng chung kết thế giới. Dĩ nhiên, việc VCS có một hay là hai suất sẽ phụ thuộc vào vị trí trên bảng xếp hạng sức mạnh các khu vực. Nhưng với việc vắng mặt tại đấu trường quốc tế quá lâu, rất có thể VCS sẽ phải đón nhận tin buồn trong mùa giải này. Tóm lại, với việc GAM không thể tham dự MSI năm nay sẽ là mất mát rất lớn đối với cả khu vực VCS.
Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, thì đây là một động thái bắt buộc để bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Hy vọng các ngôi sao trẻ sẽ không mất tinh thần sau khi nghe thông báo của Riot. Đã là tuyển thủ chuyên nghiệp thì họ vẫn sẽ hướng đến những chức vô địch bằng mọi giá. Với Gam Esports, họ sẽ phải nỗ lực bảo vệ vị thế số 1 tại Việt Nam. Vừa rồi là toàn bộ những đánh giá của Cà Phê Liên Minh về những mất mát mà khu vực VCS phải đón nhận sau khi Gam không thể tham dự MSI năm nay. Mình biết các bạn rất buồn và cảm thấy tiếc nuối cho Kati và đồng đội. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận những yếu tố khách quan nữa và chờ đợi tình hình sẽ trở nên tốt hơn vào thời điểm tháng 9. Cuối cùng, sau khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì, hãy để lại ý kiến cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share cũng như subscribe, bởi vì nó free nhá. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.